Góp ý văn kiện Đại hội 13 cần cảnh giác trước các luận điệu lợi dụng xuyên tạc. Mỗi kỳ đại hội đảng là một sự kiện, một dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, mà văn kiện chính là linh hồn của đại hội. Dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của đảng đã được công bố nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020. Việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng văn kiện đại hội là một công việc hệ trọng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng là lấy dân làm gốc, mọi chính sách phát triển đều vì nhân dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết của nhân dân, hòa quyện lòng dân, ý Đảng. Tuy nhiên, như thường lệ, các thế lực thù địch phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị luôn lợi dụng việc góp ý xây dựng văn kiện Đại hội 13 để đẩy mạnh các hoạt động xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chúng chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nội dung, hình thức chống phá, tiến hành bài bản, hệ thống với việc huy động nhiều phương tiện, lực lượng tham gia, mà đứng đầu là các tổ chức khủng bố phản động lưu vong như Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Đảng Dân chủ Nhân dân, Đảng Vì dân, Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Bên cạnh đó, chúng phát huy tối đa các trung tâm truyền thông nước ngoài như đài BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt, RFA tiếng Việt, các tổ chức quốc tế, NGO nước ngoài như Theo dõi Nhân quyền Thế giới, HAW, Ân xá Quốc tế, AI, Phóng viên Không biên giới, RSF để thực hiện việc phát tán hàng ngàn bài viết, tài liệu, video, phim, ảnh có nội dung sai trái nhằm tuyên truyền chống phá Đảng và chế độ. Chúng đưa ra các kiến nghị bằng nhiều hình thức như trao đổi, gửi thư, góp ý cho Đại hội 13 công kích khi phủ nhận hoàn toàn vai trò và giá trị của các dự thảo văn kiện đại hội, cho rằng văn kiện chỉ là sự sao chép và biến tấu giữa các kỳ đại hội. Chúng xuyên tạc nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, công tác cán bộ, nhân sự Đại hội 13, thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng của Đảng trong nhiệm kỳ qua. Suy diễn xuyên tạc vẽ ra tình cảnh khủng hoảng toàn diện, tình thế hiểm nghèo, Tổ quốc lâm nguy, nội bộ lục đục, mất đoàn kết, đưa ra những nhận định, suy diễn chủ quan, phiến diện, gây hoài nghi trong nhân dân về công tác cán bộ của Đảng. Chúng lờ đi những thành tựu chúng ta đạt được trên các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Điển hình là cuộc chiến chống COVID-19 vừa qua là một ví dụ, một kết quả đã được thế giới ghi nhận, đánh giá cao, mà chúng chỉ soi mói lợi dụng những hiện tượng tiêu cực, hạn chế trong đời sống xã hội như một số sự cố về môi trường, tình hình phức tạp trên Biển Đông, một số dự án chậm tiến độ, sự việc Đồng Tâm để tung tin, tạo dư luận. Mục tiêu của việc xuyên tạc, bóp méo ấy vẫn không gì khác là hòng đánh lừa dư luận, lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ chính trị chống phá đại hội, sâu xa hơn là phủ nhận tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể thấy, việc mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng là chủ trương đúng đắn và là việc làm cụ thể, khẳng định bản chất của chế độ ta, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện, sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân và sự tỉnh táo khi tiếp cận, chia sẻ thông tin cũng là biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn, làm thất bại những âm mưu thủ đoạn lợi dụng công việc rất ý nghĩa này để chống phá.